Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tiết học âm nhạc lớp 4. Tiết trước các em đã được học bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Bây giờ các em hãy nhắc lại cho cô, bài hát này do ai sáng tác nào? À, đó là một bài hát do nhạc sĩ Phong Nhã sáng tác. Nhạc sĩ Phong Nhã là một trong những nhạc sĩ đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Và ông đã có nhiều những ca khúc viết cho lứa tuổi thiếu nhi. Ví dụ, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, Nhanh bước nhanh nhi đồng, Đội em làm kẻ hạt nhỏ, Cùng nhau ta đi lên. Rất nhiều ca khúc ông đã gắn liền với tuổi thơ, cho nên ông được mệnh danh là nhạc sĩ của tuổi thơ. Và hôm nay cô trò chúng ta lại một lần nữa đã được làm quen với một ca khúc do ông sáng tác. Và chúng ta cùng nhau đi vào nội dung bài học hôm nay là ôn tập bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Và chúng ta sẽ được làm quen với bài tập đạp nhạc số 2. Để chuẩn bị tốt nội dung này, các em hãy chuẩn bị cho cô một vở thực hành âm nhạc lớp 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và phần mềm iBook. Với phần mềm này sẽ hỗ trợ cho các em một phương pháp có kết quả thật cao và các em sẽ hứng thú trong việc học hát. Không có giáo viên bên cạnh nhưng các em có thể tự học, tự ôn luyện và kiểm tra đánh giá cái kết quả của mình mọi lúc, mọi nơi. Và bây giờ cô trò chúng ta bắt đầu vào nội dung bài học nhé. Chúng ta bắt đầu đi vào nội dung bài học hôm nay. Nội dung thứ nhất, chúng ta sẽ ôn lại bài hát Trên ngựa ta phi nhanh với nét nhạc khô nghiêng, sôi động, vô tư và rất phù hợp với lứa tuổi học trò. Các em hãy thể hiện với tất cả những tình cảm của mình vào trong bài hát nhé. Trước tiên, cô mời chúng ta nghe lại giai điệu của bài hát qua phần mềm iBook. Nào, bây giờ chúng ta cùng lắng nghe nhé. Được nghe lại giai điệu của bài hát Trên ngựa ta phi nhanh. Bây giờ các em hãy thể hiện lại bài hát như cô vừa hướng dẫn với nội dung ca từ hồn nhiên và sinh động, tính chất bài hát vui nhộn. Các em hãy thể hiện bài hát qua phần mềm iBook với phần nhạc không lời. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.
vậy là các em đã được ôn tập lại bài hát Trên Ngựa Ta Phi Nhanh. Các em đã được học ở tuần trước này, bây giờ chúng ta ôn tập lại bài hát. Thì chắc là các em đã tự tin trình bày cũng như hát bài hát Trên Ngựa Ta Phi Nhanh rồi phải không nào? Các em đã cảm nhận được giai điệu của bài hát. Bây giờ cô trò chúng ta bắt đầu qua nội dung tiếp theo, bài tập thực hành. Với nội dung thứ nhất, các em hãy đánh dấu vào đáp án đúng với những cái lời ca nào trong bài hát Trên Ngựa Ta Phi Nhanh có sử dụng luyến lấy. Với các từ A đường, B ngựa, C gập, D gần, E lắc, G bạc, H vàng, I phi, K trốn và L nhanh. Với tất cả những từ đã cho, các em lắng nghe lại, cảm nhận lại lời ca, giai điệu của bài hát và hãy chọn những đáp án mà cho là đúng nhé. Cô sẽ sử dụng phần mềm Facebook để hỗ trợ cho các em chọn đáp án đúng. Nào bây giờ chúng ta cùng làm việc nào. Đầu tiên, chữ đường, chữ gập, ghềm, lắc, bạc, vàng, phi, gá, trốn. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại kết quả của mình nhé. Như vậy là các em đã có một đáp án rất là chính xác. Xin chúc mừng các em. Chúng ta qua nội dung tiếp theo. Câu số 2, điền vào chỗ có dấu chấm ba chấm cho hoàn chỉnh nội dung câu sau. Bài hát Trên Ngựa Ta Phi Nhanh của nhạc sĩ Phong Nhã đã gửi lên cho chúng ta hình ảnh gì? Đó là hình ảnh của các em bé phi ngựa nhanh. Chúng ta điền vào dấu chấm các em bé phi nhanh lên phía trước. Chúng ta điền vào ô trống là những từ các em bé phi ngựa nhanh. Bây giờ chúng ta kiểm tra là kết quả nhé. Đây là phần gợi ý của phần mềm Facebook. Các em đã điền đúng nội dung vào ô trống. Xin chúc mừng các em. Bây giờ chúng ta qua nội dung tiếp theo là các em suy nghĩ và có những ý tưởng tập một số cái động tác phù họa hoặc là vào phần mềm Facebook. Vào phần hướng dẫn, chúng ta sẽ bấm vào play và xem một số cái động tác minh họa của bạn nhỏ nhé. Với sự hỗ trợ của phần mềm Facebook,
các em có thể xem đi xem lại nhiều lần để tham khảo các động tác và sẽ có những cái ý tưởng riêng cho phần biểu diễn của mình nhé. Bây giờ chúng ta qua nội dung tiếp theo là em hãy chép bài tập đọc nhạc số 2 lên khuôn nhạc. Các em dùng con chuột kích vào nốt nhạc và rê con trỏ vào vị trí các nốt nhạc trên khuôn nhạc. Cô đã thực hiện xong câu thứ nhất khuôn nhạc số 1 của bài tập đọc nhạc số 2. Các em hãy thực hiện tiếp tục câu thứ hai của khuôn nhạc số 2 của bài tập đọc nhạc nhé. Và sau đó các em có thể vào phần hướng dẫn để xem lại bài tập đọc nhạc theo mẫu của phần mềm iBook. Các em có thể bấm vào tam giác nhỏ phía dưới để chúng ta nghe và tập giai điệu của bài tập nhạc số 2. Bài tập đọc nhạc nghe đi nghe lại nhiều lần để tập một cách là nhuần nhuyễn và đọc đúng cao độ tiết tấu của bài tập đọc nhạc nhé. Sau khi các em đã đọc đúng cao độ và tiết tấu giai điệu của bài tập đọc nhạc, các em hãy ghép lời của bài tập đọc nhạc vào nhé. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành nội dung bài học hôm nay rồi. Hôm nay các em đã được ôn lại bài hát Trên ngựa ta phi nhanh của nhạc sĩ Phong Nhã với một nét nhạc thật hồn nhiên, vui tươi và sinh động. Về nhà, các em có thể truy cập vào phần mềm iBook để ôn tập lại bài hát và biểu diễn bài hát một cách tự tin và nhuần nhuyễn hơn nhé. Và đừng quên xem bài học cho tuần sau, các em sẽ làm quen với bài hát Khăn quàng thắm mãi vai em. Và bây giờ, cô trò chúng ta chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé.